Ê con quỷ kia, sao bây giờ còn chưa tới nữa muốn đá gà chết hả? Ê, mày làm gì rên dữ vậy? Rên gọi điện cho tao làm chi? Rên bà nội mày, tao đang buồn với mẹ luôn nè. Buồn dữ không? Không dữ, sao tao gọi mày làm chi con quỷ? Bị giật nợ nữa hả? Mày biết hay vậy? Thôi đợi tao chút rồi để tao giật lại cho. Mẹ. Mày giận với chị hả? Mày lấy đời con gái của con Ly xong bây giờ mày cướp con khác là sao hả? Bọn đàn ông chúng mày suốt ngày chỉ biết tỉa lông người ta xong rồi bỏ. Cái thằng này để tao nói cho mày biết nghe con kia, nó chuyên đi tỉa lông người ta. Xong rồi nó mang về thác bính, bính thành cộng dây chuyền xong nó đeo vô cái vòng cổ của mày á. Mày có biết là nó hôi gì lắm không hả? Cũng may là tao không có gì để nó tỉa, không thôi là tao cũng chết cha với nó rồi. Mày ráng bính cho nhiều vô đi nghe, thằng mặt lờ. Ê, tao chửi vậy mày có thấy ổn không? Tao cũng đâu có lông đâu mà tỉa. Âu xịt. Ông nói cho tao biết làm tao chửi bậy, nó không nó cười tao nữa. Tao chỉ tiếc món quà tao tặng cho nó thôi. Mày tặng cho nó cái sim tứ quý tám đó phải không? Tao bỏ đi có đáng gì đâu. Cái sim nó hợp với tao lắm, tao làm ăn được. Nhưng cũng hên là tao chưa sang tên cho nó, tao lấy lại được mà. Mày đúng là đồ đéo thiệt đó Ly. Thôi đừng buồn nữa, để tao tới sim đẹp 123.com mua tặng cho mày một cái sim ngủ quý tám luôn, vậy mới sang chảnh ha. Nhưng tao cũng giống mày, mặc dù tặng nhưng không có sang tên nha.